Chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân. Chương 986, Tô Nguyên. Tim Phất Lan đập dữ dội, ánh mắt của Lê Văn Vân khiến ông ta cảm thấy lạnh sống lưng. Phất Lan, ông nhớ kỹ cho tôi. Đem, là lần đầu tiên. Lần này, là lần thứ hai. Lê Văn Vân nói với giọng điệu bình thản, quản cho tốt cái miệng của đám người của ông, tôi không muốn có lần thứ ba. Đừng tưởng trong lòng tôi không giận các ông. Đừng nghĩ đem đã chết thì có một số chuyện tôi không nhớ được. Người chân chính muốn gây chia rẽ là ai, tôi nghĩ trong lòng ông biết rõ. Những việc mà tôi và ông cụ đã làm là để loại bỏ đám tiêm quỷ này. Còn về cuộc tranh giành quyền lực mà ông muốn thực hiện ở người gác đêm, ông đây không có chút hứng thú nào. Nói xong, ánh mắt của anh lại hơi lạnh, nhưng nếu kẻ nào muốn khiến người gác đêm biến chất, tôi sẽ lập tức ra tay chém người đó. Đúng vậy, chuyện của đêm lúc ấy đã lên men khiến anh bị bỏ phiếu trục xuất khỏi người gác đêm. Bọn họ nghi ngờ rằng Trác Nhất Minh muốn thống nhất người gác đêm, bỏ phiếu cho anh tội danh có lẽ có này. Mà Trác Nhất Minh chỉ có năng lực một đao, nếu Trác Nhất Minh chết, ai sẽ là người được lợi nhất? Hệ Hoa mất Trác Nhất Minh và Lê Văn Vân. Người thứ ba trong thiên bảng là người của hệ Europa, đem mang danh người gác đêm, nhưng không quan tâm đến chuyện của Europa. Đỗ Tắc Thành đứng thứ tư không có trong người gác đêm, Hotzis đứng thứ hai thì ở khu tội ác. Rõ ràng. Nếu tất cả những điều đó xảy ra, người được hưởng lợi nhiều nhất sẽ là người gác đêm của hệ Europa, là Phất Lan ông ta. Vì vậy, Phất Lan chắc hẳn đã biết về hàng loạt hành động của hệ Europa lúc trước, thậm chí Lê Văn Vân còn nghi ngờ rằng giữa ông ta và đem có sự hợp tác nào đó. Chỉ là sau khi đem chết, trong siêu cấp của người gác đêm chỉ có như vậy, khi họ không mắc sai lầm nguyên tắc, Trác Nhất Minh và Lê Văn Vân cũng không thèm đoái hoài đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, nét mặt của Phất Lan hơi thay đổi. Bạch Chiêm Phong cau mày, không nói thêm nữa. Vốn dĩ họ muốn hỏi Lê Văn Vân để có được câu trả lời, nhưng tình hình lại trở nên như vậy, thay vì nhận được câu trả lời, họ ngược lại bị Lê Văn Vân mắng cho máu chó đầy đầu. Tất cả đều bất đắc dĩ. Mấu chốt bọn họ còn không có cách nào khác để phản bác. Mà người đàn ông nằm trên cáng lúc này lộ vẻ mặt sầu thảm. Là một người gác đêm, anh ta thực ra vẫn có một số sản nghiệp trong thế giới bình thường. Sau khi người của người gác đêm xuất ngũ, phần lớn đều có thể sống rất sung túc. Nhưng bây giờ, tất cả tài sản của anh ta sẽ bị tịch thu, còn sẽ bị trục xuất khỏi người gác đêm. Anh ta đau đầu vô cùng. Sản nghiệp của người gác đêm đều được giao cho những người chuyên nghiệp chăm lo. Bọn họ chinh chiến bên ngoài quanh năm, không giỏi mấy về những việc như kinh doanh. Tất nhiên, anh ta vẫn có nhiều kỹ năng trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Công việc không khó đối với anh ta, nhưng, anh ta không có bằng cấp. Anh ta trở về, trong trường hợp bị mất tài sản, khả năng cao là anh ta chỉ có thể chọn làm vệ sĩ. Đây quả là nhục nhã đối với người gác đêm. Tôi và Lê Văn Vân còn có chuyện muốn nói, các người đi xuống đi. Trác Nhất Minh xua tay, thản nhiên nói. Phất Lan từ từ thở ra một hơi, sau đó lại cúi đầu nói, xin lỗi. Sau khi ông ta lui ra ngoài, Trác Nhất Minh nhìn Lê Văn Vân không nói nên lời, thằng nhóc cậu đúng là giỏi gây chuyện, vừa tới đây đã đánh nhau với người gác đêm hệ Europa rồi. Vương Hồng xua tay nói, thôi bỏ đi, đừng bàn chuyện này nữa. Lê Văn Vân, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nghĩ như thế nào về đám tiêm quỷ này? Ý ông là việc bọn chúng cứ ở đó không động đậy à? Chúng không trốn vào các thành phố bình thường, không tấn công chúng ta, chỉ trốn trên đó sao? Lê Văn Vân hỏi. Vương Hồng gật đầu nói, đúng vậy, đã 5 ngày rồi. Ngoại trừ một vài công kích dò xét của hai bên, bọn chúng vẫn ở trên đó. Lê Văn Vân thở ra một hơi và nói, tôi không biết chúng định làm gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định là nền văn minh của tiêm quỷ rõ ràng là cao hơn so với con người chúng ta. Theo suy đoán của chúng tôi, mục đích chúng đến chỗ chúng ta có lẽ là vì những mẩu xương này, dù sao thì Hồng Nguyệt vẫn luôn thu thập những mẩu xương này suốt thời gian qua. Nói tới đây, anh nhìn về phía Trác Nhất Minh nói, năm đó khi ông chém con tiêm quỷ màu vàng kia là tình huống gì? Bọn chúng cũng cứ bất động như vậy à? Trác Nhất Minh lắc đầu nói, khi đó biên giới phía Bắc không giống như bây giờ. Lúc đó biên giới phía Bắc vẫn còn rất nhiều người sinh sống, sau này những người này mới bị rời ra ngoài, mà quy mô cũng không lớn như lần này. Sau khi bọn chúng đến cũng không khác gì lúc trước, đều chạy tán loạn cướp bóc, lúc đó rất nhiều người chết. Lê Văn Vân nghe vậy nhìn Vương Hồng, tôi cảm thấy. Chúng ta không thể tiếp tục rằng co như thế này. Mặc dù tôi không biết mục đích của chúng,
nhưng tôi cảm thấy rằng tiếp tục rằng co sẽ không có lợi gì cho chúng ta. Vì vậy tôi đề nghị, mau chóng tác chiến. Vương Hồng chậm rãi thở ra một hơi, thật ra, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ông lão vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lúc trước Lê Văn Vân không có ở đây, tôi lo lắng tiêm quỷ màu đỏ không thể giải quyết được. Bây giờ cậu ta ở đây rồi, tôi có thể động thủ bất cứ lúc nào. Trác Nhất Minh bình tĩnh nói. Vương Hồng chậm rãi thở ra, đi tới bên cạnh, ấn một cái nút trên bàn nói, thông báo cho thủ lĩnh các hệ, tất cả siêu cấp họp. Lê Văn Vân nghe vậy, biết rằng cái gọi là họp chính là lúc để tuyên bố tác chiến. Anh ngẩng đầu nói, tôi không cần đi nhỉ. Tất cả các siêu cấp đều phải có mặt. Vương Hồng cau mày nói, tốt hơn hết cậu nên đi đi, cuộc họp sẽ không quá lâu. Cậu hãy mang thêm vài bộ quần áo, tối nay đưa bọn họ đi dã ngoại thích ứng với đồng phục chiến đấu mới suốt đêm, đến bên hậu cần để lấy đá năng nguyên và đồ tác chiến đi. Lê Văn Vân cười khổ, được rồi. Anh không thích môi trường họp lắm, nhưng ông lão đã nói như vậy, anh không tiện từ chối. Anh cầm bộ đồ chiến đấu trong tay rời đi, sau đó hỏi vị trí hậu cần ở cửa, nhanh chóng tìm được hậu cần. Sau khi đến gần hơn, Lê Văn Vân nhìn thấy một người phụ nữ rất quen thuộc đang ngồi ở cửa một căn lều lớn. Cô ấy vừa cắn hạt hướng dương vừa nhìn quanh, vừa lẩm bẩm điều gì đó. Chị Nghiên, Lê Văn Vân hào hứng chào hỏi khi nhìn thấy người này. Người phụ nữ đó nhìn thấy Lê Văn Vân, khuôn mặt của cô ấy cũng lộ ra vẻ phấn khích. Cô ấy đứng dậy và lao về phía Lê Văn Vân một cách đầy phấn khích. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy rõ ràng là đôi chân của cô ấy không được lưu loát cho lắm. Hơi khập khiễng, đồng thời cánh tay trái của cô ấy cũng bị cụt một nửa. Cô ấy tên là Tô Nghiên, người đẹp cùng thời với Tần Quốc Thành, từng là thành viên trong đội của Tần Quốc Thành. Nhưng trong đội của Tần Quốc Thành, cô ấy lại phụ trách hậu cần. Cô ấy cũng là một thiên tài. Ở thế hệ của Tần Quốc Thành, cô ấy là người nổi bật của người gác đêm thế hệ đó, chỉ là cô ấy đã để lại thương tật vĩnh viễn trên chiến trường. Tay bị tiêm quỷ chặt đứt, chân bị tiêm quỷ rút xương. Cô ấy không còn cách nào khác tác chiến ngay trên chiến trường nữa. Khi đó, cô ấy tuy rằng có chút khiếm khuyết, nhưng trong toàn bộ người gác đêm cũng có không ít người nguyện ý cưới cô ấy. Nhưng cô ấy không lựa chọn kết hôn, vẫn sống chết muốn ra tiền tuyến. Mặc dù không thể ra chiến trường, cho dù chỉ phụ trách hậu cần, cô ấy cũng không muốn rời khỏi biên giới phía Bắc. Bởi vì cô ấy giống như Lý Tiểu U, giống như Tháp Na và Thiếp Mộc Nhĩ, gia đình cô ấy đã chết khi tiêm quỷ quá bộ đến. Sau đó, cô ấy phụ trách hậu cần trong tiểu đội của Tần Quốc Thành, hơn nữa luôn hoàn thành rất tốt công việc của mình. Trong thời gian Lê Văn Vân ở trong đội của Tần Quốc Thành, Tô Nghiên đã chăm sóc anh rất chu đáo và coi anh như em trai ruột, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Sau đó, khi Lê Văn Vân rời khỏi tiểu đội của Tần Quốc Thành để thành lập đội của riêng mình, anh vốn dĩ muốn Tô Nghiên phụ trách hậu cần cho đội của mình. Nhưng vì đội do họ thành lập là đội tinh nhuệ nên không cần đóng quân, cũng không cần hậu cần. Những năm sau đó, Tô Nghiên trở thành giám sát hậu cần của người gác đêm hệ hoa. Mặc dù ở biên giới phía Bắc nhưng Tô Nghiên lại bảo dưỡng không tệ, tuy đã ngoài 40 nhưng trông cô ấy như mới ngoài 30. Lê Văn Vân ôm cô ấy, mỉm cười nói, chị Nghiên, lại lớn rồi nha. Thoạt tiên Tô Nghiên sửng sốt một chút, sau đó xách lỗ tai Lê Văn Vân nói, thằng nhóc cậu, vẫn không đứng đắn như thế. Đau đau đau, Lê Văn Vân vội vàng nói. Vừa rồi động thủ với tiêm quỷ màu vàng, em đã mở tần tử cuồng dũng. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Lê Văn Vân, sát thần trong thế giới ngầm này, vậy mà lại bị người ta nhéo tai. Chương 987, tôi sẽ không để ông lão chết. Nghe được lời nói của Lê Văn Vân, Tô Nghiên giật mình, vội vàng buông tay nói, sao cậu lại mở tần tử cuồng dũng? Còn nữa, vừa rồi thằng nhóc cậu còn dẫn mấy người xông lên nữa. Đó là tiêm quỷ màu vàng đó, đã nhiều năm như thế rồi, vậy mà cậu vẫn thích sằng bậy như thế. Lê Văn Vân dìu cô ấy ra cửa và ngồi xuống, mình cũng di chuyển một băng ghế dài nhỏ và ngồi xuống cửa. Chị à, cũng không biết sao lại thế này, bây giờ sau khi mở tần tử cuồng dũng, em chỉ suy yếu một chút thôi, không có quá nhiều tác dụng phụ nữa. Lê Văn Vân cười nói. Tô Nghiên ngạc nhiên, sau đó lại đạp Lê Văn Vân một cái, bất kể là có tác dụng phụ hay không. Tốt hơn vẫn nên bớt dùng tần tử cuồng dũng này một chút. Lê Văn Vân gật đầu lia lịa. Tô Nghiên nhìn thấy Lê Văn Vân gật đầu, trên mặt nở nụ cười hài lòng, rồi lại nghĩ tới điều gì đó. Lúc trước cậu biến mất, bọn họ nói cậu đã chết trận, tôi còn khóc mấy ngày. Cậu nói xem,
cậu định làm sao bù lại những giọt nước mắt đã chảy của tôi đây? Lê Văn Vân ngẩn người, ho khan một tiếng, đã là nước mắt của 3 năm trước rồi, còn phải bù lại nữa à? Đương nhiên, Tô Nghiên nói. Vậy thì, để em chém thêm vài con tiêm quỷ cho chị nhé. Lê Văn Vân cười nói. Thế này còn tạm được, Tô Nghiên nói xong lại đứng lên, cậu tới đây lấy trang phục chiến đấu mới và đá năng nguyên đúng không? Đi vào cùng tôi. Lê Văn Vân đỡ cô ấy, cả hai đi về phía lều. Tô Nghiên vừa đi vừa nói, mà này, tôi nghe bọn họ nói cậu đi ở rể trong 3 năm biến mất phải không? Còn bị mẹ vợ ức hiếp. Đầu Lê Văn Vân nổi đầy vạch đen, anh cảm thấy như thể toàn bộ người gác đêm hệ Hoa đều biết chuyện này. Anh ho khan, em mất trí nhớ trong thời gian đó, sau đó. Hừ, Tô Nghiên nhếch môi nói, tôi nhớ rõ nơi đó là Giang Thành đúng không? Sau khi trận chiến này kết thúc, cậu dẫn tôi đến Giang Thành, hãy dẫn tôi đi gặp người mẹ vợ cũ của cậu đi. Vậy mà lại dám bắt nạt cậu. Lê Văn Vân đau đầu, nhưng lập tức trong lòng cũng có chút cảm động. Tô Nghiên đối xử với mấy người bọn họ như em trai ruột của mình vậy. Em đã giải quyết xong chuyện này rồi, hiện tại em cũng không còn liên lạc nhiều với họ. Chị cũng đừng quan tâm, nhưng bản thân chị mới nên tìm một người đàn ông để kết hôn đấy. Lê Văn Vân nói. Tô Nghiên khựng lại, nhìn tay chân của mình, cười khổ nói, tôi như thế này, thì... Lê Văn Vân nhíu mày, sau đó kéo khóe miệng, em thấy Tần Quốc Thành rất để bụng đến chị, anh ấy cũng là người độc thân, có lẽ là đang chờ chị. Hôm khác em đi nói với anh ấy xem, nếu anh ấy không cưới thì em sẽ đánh anh ấy. Phi, Tô Nghiên bĩu môi nói, chỉ cần tiêm quỷ còn đó, tôi sẽ không lập gia đình. Cô ấy bước vào trong lều, trong đó có rất nhiều vật tư. Tất cả đều được sắp xếp rất trật tự. Cô ấy tìm được vài bộ trang phục chiến đấu, đưa cho Lê Văn Vân, có chút tiêu nghỉu nói, hai, cũng không biết có ngày hoàn toàn không còn tiêm quỷ nữa hay không, lần này có tiêm quỷ màu vàng xuất hiện, cũng không biết còn thứ lợi hại hơn hay không. Hơn nữa, nếu một đao lần này ông lão chém ra. Cô ấy nói xong, mắt hơi đỏ lên. Trong số những người gác đêm, hầu hết mọi người đều kính nể Trác Nhất Minh. Đặc biệt là những người đã từng tiếp xúc với con người của Trác Nhất Minh. Chị, lúc này, Lê Văn Vân nhìn Tô Nghiên nói, em hứa với chị, em sẽ không để ông lão chết. Tô Nghiên cau mày nói, nhóc con, cậu đừng làm chuyện ngu xuẩn. Trước đây ở chỗ Tần Quốc Thành, lúc nào cậu cũng xông lên trước nhất. Như vậy không tốt, và lại ông lão cũng nói cậu là hy vọng. Em có chừng mực, Lê Văn Vân cười nói, bây giờ em thực sự rất lợi hại, đứng thứ 3 trong thiên bảng đấy. Cậu thì giỏi rồi, Tô Nghiên bĩu môi nói, sau đó lẩm bẩm nói, Lê Văn Vân, lần này, chúng ta vẫn sẽ thắng, đúng không? Ừ, Lê Văn Vân nhìn cô ấy và gật đầu chắc chắn. Chờ thắng rồi, cậu có thể gọi Thi Kỳ, Thu Thu và Tiểu Bạch, chúng ta cùng nhau ăn lẩu đi. 8 người các cậu, bây giờ chỉ còn 5 người. Tô Nghiên nói, hy vọng lần này, tất cả bọn họ đều có thể sống sót. Vâng, em ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ. Lê Văn Vân cười tâu tuét nói. Được rồi, Tô Nghiên nói, chắc là cậu còn có những việc khác phải làm. Cậu cứ làm việc của mình trước đi, chờ kết thúc, chúng ta lại ôn chuyện. Lê Văn Vân gật đầu. Anh đỡ Tô Nghiên ra cửa ngồi xuống, Tô Nghiên lại tiếp tục cắn hạt dưa. Lê Văn Vân tạm biệt Tô Nghiên rồi trở về lều của mình. Ở lối vào lều, Hoàng Thi Kỳ và Cố Bạch đang ngồi đó, không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào lều của đội phó Vũ bên cạnh. Về phần đội của Phó Vũ, sau khi Lê Văn Vân và những người khác đến, họ đều trốn trong lều và không muốn ra ngoài. Sau khi Lê Văn Vân đến gần, liếc mắt nhìn nhưng không nói gì, Thi Kỳ, hiện tại cô cũng siêu cấp rồi, đừng bắt nạt người ta nữa. Trong lều bên cạnh, Phó Vũ đang trốn ở trong đó, nghe vậy không khỏi mắng, má, mấy con chó này sao nói chuyện lớn tiếng thế, sợ ông đây không biết các người là siêu cấp sao. Cố ý nói cho ông đây nghe chứ gì. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý định chạy ra khỏi lều. Lê Văn Vân phát trang phục chiến đấu xuống, nói, đây là trang phục chiến đấu mới. Vào ban đêm, chúng ta sẽ ra ngoài làm quen với nó. Thứ này có thể cải thiện khả năng di chuyển của chúng ta và thậm chí có thể bay ở độ cao thấp trong thời gian ngắn. Khá tốt. Nghe vậy, mấy người Cố Bạch phấn khích không chịu được. Cố Bạch nói, cái này cần gì chờ tới ban đêm, chúng ta đi thử ngay bây giờ đi. Bây giờ không được, Thi Kỳ, Doãn Nhu, Trần Tiêu, chúng ta phải đi họp. Lê Văn Vân thở dài và nói, trận chiến có thể chính thức bắt đầu vào ngày mai. Doãn Nhu cau mày nói, tôi không đi.
Trần Tiêu cũng thản nhiên nói, tôi cũng không đi. Lê Văn Vân cạn lời. Doãn Nhu bước ra từ khu tội ác, ở khu tội ác, bà ta là người đứng đầu, quen với tự do nên không thích hợp với cảnh ngồi họp bàn. Mà Trần Tiêu thì trong lòng có chút oán hận, tất nhiên cũng không muốn đi. Nói xong, Trần Tiêu cầm một chai rượu, chui vào trong lều. Lê Văn Vân ngơ ngác nói, vậy thì Thi Kỳ, chúng ta qua đó đi. Hoàng Thi Kỳ gật đầu nói, được. Hai người bước ra khỏi phòng, Lý Thu sờ sờ quần áo trong tay, nghĩ đến lời Lê Văn Vân nói vừa rồi, anh ta mở cửa lều nói, anh Tiêu, dù sao anh cũng sẽ không sao, hay là đi thử trang phục chiến đấu này trước đi. Được, Trần Tiêu rót một ngụm rượu vào miệng, ở trong lều thay trang phục chiến đấu, chạy về phía sau trại. Khi họ rời đi, người của đội phó Vũ mới chạy ra khỏi lều. Đại ca, ai sắp xếp cái gì thế này? Sắp xếp chúng ta bên cạnh họ chẳng phải là khiến chúng ta không thoải mái à? Háo tử mắng một câu. Phó Vũ gật đầu đồng ý nói, tôi sẽ tìm người điều chỉnh vị trí, nếu không chờ bọn họ trở lại, đoán chừng bọn họ vừa trở về còn ra vẻ trước mặt chúng ta nữa. Không còn cách nào khác, những người này, quá biến thái. Háo tử cười khổ mà nói, mới có mấy năm, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đều đã trở thành siêu cấp rồi. Lê Văn Vân cũng trở người thứ ba trong thiên bảng, mẹ nó, tôi phục rồi. Phó Vũ nói, đừng bô lô ba la nữa, ông đây đi tìm người đổi vị trí trước. Ở phía bên kia, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ bước vào một căn lều. Vừa mở lều ra liền thấy bên trong lều có một cái bàn rất dài, lúc này đã có rất nhiều người ngồi ở bàn. Trác Nhất Minh, Vương Hồng, Phất Lan, những thủ lĩnh của các hệ người gác đêm, cùng với 19 siêu cấp. Ngay khi Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ bước vào, một giọng nói quái gở vang lên, vị trí thứ ba trong thiên bảng có khác, để tất cả chúng tôi phải chờ cậu. Lê Văn Vân cau mày nhìn người nói. Người này, Lê Văn Vân không biết, kẻ đó mặc một chiếc đạo bào, có vẻ là một đạo sĩ. Bên cạnh người đó là Ôn Uẩn và Chu Diệu Khôn. Rõ ràng là hắn có quan hệ tốt với hai người. Lê Văn Vân nhướng mày nhìn về phía hắn, nhưng không nói gì. Tuy rằng đến muộn một chút là vì đi lấy đồ, nhưng anh quả thực là người đến cuối cùng, thế nên anh cũng không thèm so đo điều gì. Anh và Hoàng Thi Kỳ đi đến bên cạnh, kéo ghế ra và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, người đó lại nói với giọng quái gở, chậc chậc, một câu xin lỗi cũng không có. Trác Nhất Minh, ông dạy quy củ không tệ nhỉ, hậu bối có thể có thực lực không tệ, nhưng tôn trọng với tiền bối là điều căn bản nhất mà, đúng không? Chương 988, trận chiến mái vòm. Lê Văn Vân cau mày. Anh vốn không muốn bận tâm đến người này, dù sao thì cuộc họp sau đây và quyết định tiếp theo có thể liên quan đến sự sống còn của cả loài người, Lê Văn Vân không phải loại người không hiểu rõ ràng. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi anh im lặng, ông già này lại cưỡi lên mặt anh. Anh cau mày, Trác Nhất Minh nhướng mày nhìn về phía ông già kia, thản nhiên nói, đạo trưởng Tử Liên, bớt tranh cãi đi, là tôi kêu Lê Văn Vân đi làm mấy chuyện. Hơn nữa cậu ấy vừa mới mở tần tử cuồng dũng, nghỉ ngơi thêm một chút cũng không thành vấn đề đâu. Hừ, nói đến đây là tôi lại tức giận. Lê Văn Vân, cậu làm vậy là có ý gì? Có quy củ hay không thế? Một mình cậu lên núi khiêu khích tiêm quỷ màu vàng, suýt chút nữa đã khơi mào chiến tranh sớm. Cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả không? Chúng tôi chưa hề chuẩn bị gì, nếu bất ngờ xảy ra chiến tranh. Đạo trưởng Tử Liên còn muốn nói điều gì đó. Đôi mắt Lê Văn Vân hơi nheo lại. Người này trông rất lạ, nhưng khi Trác Nhất Minh nói chuyện, anh đã biết người này là ai. Đạo trưởng Tử Liên, em trai của Vân Đạo Tử. Rõ ràng. Những người bạn này từng bị Lê Văn Vân bắt nạt đã bắt đầu tụ tập lại với nhau để sưởi ấm. Anh nhướng mày nhìn Tử Liên, ánh mắt có chút lạnh lùng nói, kỳ thật, trong trận chiến này thêm ông không nhiều mà thiếu ông cũng chẳng ít. Lê Văn Vân vừa nói dứt lời, biểu cảm của đạo trưởng Tử Liên thay đổi, Lê Văn Vân, ý cậu là gì? Không có ý gì cả, đây là cuộc họp bàn chiến thuật, không phải chỗ cho ông nhảy lung tung ở đây. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, ông có ý kiến gì với tôi? Muốn giải quyết sao trong lúc riêng tư cũng được, thậm chí ông có thể trực tiếp đánh tôi. Những người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào, thỉnh thoảng có người còn gật đầu. Thật vậy, Lê Văn Vân đến cũng không quá muộn, không cần phải chỉ ra ở đây. Đây là nơi để bàn chuyện công việc, đạo trưởng Tử Liên này đúng là chỉ giỏi bới móc. Đạo trưởng Tử Liên bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, dường như cảm thấy không giữ được mặt mũi nữa, đang định nói thì Vương Hồng cười nói, được rồi. Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Nói chuyện chính trước đi.
Vào lúc này, Đỗ Tắc Thành, người phụ trách liên minh người gác đêm mới, nói chúng tôi đã quyết định bắt đầu cuộc tấn công vào ngày mai. Tấn công, hiện trường, cả đám siêu cấp đều cau mày. Ôn Uẩn nuốt nước bọt nói, hiện tại bọn chúng không có dấu hiệu tiến công, cứ rằng coi như bây giờ kỳ thực cũng chưa chắc là không thể. Ông ta không phải người của người gác đêm, tốt nhất là ông ta không nên tham gia vào loại trận chiến này. Dưới tình huống tiêm quỷ không chủ động tấn công, ông ta cảm thấy tiếp tục rằng co mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ có 7 con tiêm quỷ màu đỏ, và lại còn có một con tiêm quỷ màu vàng. Nếu tấn công, nếu một đao của Trác Nhất Minh không giết được tiêm quỷ màu vàng kia, vậy thì họ sẽ thua tan tác. Đến lúc đó, họ sẽ chết ở đây. Ngoài người gác đêm, những siêu cấp khác cũng bắt đầu lên tiếng. Nghe lời nói của bọn họ, Lê Văn Vân thở dài một hơi. Không phải người gác đêm, không đối phó với tiêm quỷ hàng năm, bọn họ cũng không hiểu được bao nhiêu, những người này sống quá thoải mái rồi. Vương Hồng cau mày nói, yên lặng. Tiêm quỷ sớm muộn gì cũng phải xử lý sạch sẽ. Không thể nào có chuyện bọn chúng không động thủ thì chúng ta cũng không động thủ. Vương Hồng xua tay nói, trước đó chúng ta luôn không động đậy bởi vì chúng ta đang chờ đợi. Thứ nhất, chúng ta chờ Lê Văn Vân đến đây. Lê Văn Vân có thể đối phó với tiêm quỷ màu đỏ. Thứ hai là chờ Trác Nhất Minh khôi phục trạng thái tốt nhất. Hiện tại hai điều kiện này đã gần như hoàn thành. Mặc dù tiêm quỷ ở trên không nhúc nhích, nhưng chúng tôi nghi ngờ chúng có mục đích gì đó. Trì hoãn càng lâu thì sẽ càng thêm phiền phức. Vì vậy, chúng tôi dự định bắt đầu hành động vào ngày mai, 9 giờ sáng. Tiếp theo lại vang lên tiếng thảo luận. Tất nhiên, hầu hết đều là những siêu cấp không phải là người gác đêm đang bàn luận. Và lại những người siêu cấp này chiếm gần một nửa trong số họ, ước chừng có 9 người. Lông mày của Hoàng Thi Kỳ nhíu lại thật sâu. Cùng lúc đó, trái tim Lê Văn Vân hơi trùng xuống. Những người này xuất hiện ở nơi này là do không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đó là thời điểm sinh tử, nhưng xét từ phản ứng của họ, muốn khiến bọn họ liều mạng là điều không quá có khả năng. Bọn họ có thể sẽ chỉ thoáng qua sân khấu, mua một chai nước tương, có thể sẽ dây dưa, nhưng chắc chắn sẽ không trả giá bằng mạng sống của mình. Khi cuộc chiến thực sự bắt đầu vào ngày mai, vẫn phải dựa vào chính người gác đêm mới được. Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Vương Hồng thở dài một hơi trong lòng, trên mặt vẫn cười nói, đây là quyết định của chúng tôi. Các người cứ làm theo là được. Giọng nói của ông ta mang theo một tia lạnh như băng, khiến tất cả những cao thủ siêu cấp đó đều phải ngậm miệng lại. Vương Hồng có thực lực không mạnh, thậm chí không có tài luyện võ, nhưng ở đây không ai dám coi thường ông ta. Ông ta là chiến lược gia của người gác đêm, bộ não của người gác đêm hệ hoa. Thời gian dự kiến là 9 giờ sáng mai. Nếu tiêm quỷ màu vàng xuất động, Trác Nhất Minh sẽ ra tay. Các siêu cấp sẽ chia thành hai nhóm theo kế hoạch. Mỗi nhóm 9 người. 9 người vây giết tiêm quỷ màu đỏ, Lê Văn Vân hành động một mình. Những con tiêm quỷ màu đỏ khác sẽ có tiểu đội mũi nhọn cầm chân cho các người. Vương Hồng nói. Đạo trưởng Tử Liên khịt mũi lạnh lùng, các người có ý kiến hay đấy. Chúng tôi tiến lên liều mạng, các người lại để Lê Văn Vân tự do hành động. Ngộ nhỡ một mình cậu ta trốn đi thì sao? Đạo trưởng Tử Liên, thêm một mình ông không nhiều, thiếu một mình ông cũng không ít. Nếu ông lại nói nhảm. Cút khỏi đây ngay lập tức. Lúc này, Phất Lan, người có phần đối nghịch với Lê Văn Vân lúc trước lại thẳng thừng lên tiếng. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Phất Lan, khẽ nhếch khóe miệng. Tên này dường như có một số lập trường của chính mình trong chuyện đúng sai phải trái. Đạo trưởng Tử Liên lại bị mắng nên phải ngậm miệng lại. Vương Hồng liếc nhìn tất cả các siêu cấp, sau đó thở ra một hơi nói, hôm nay chủ yếu là thông báo chuyện này. Hơn nữa trong trận chiến này chỉ cho phép thắng. Không được thua. Nếu thua thì toàn bộ người gác đêm ở đây rất có thể sẽ chết ở nơi này. Những con tiêm quỷ này sẽ lao vào các thành phố bình thường, ngày xâm lược toàn diện sẽ đến sớm. Chiến thắng sẽ cho chúng ta nhiều thời gian để thở dốc. Nếu thua, cuộc viễn hành sẽ bắt đầu. Vừa nghe những lời này, mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, nặng nề. Đúng, đây là thời khắc sinh tử, tiêm quỷ coi mạng người như cỏ rác. Vũ khí nóng không có tác dụng đối với chúng. Một khi lao vào thế giới người thường, một con tiêm quỷ màu lam có thể gây ra sát thương cực kỳ đáng sợ. Trận chiến này tên là trận chiến mái vòm. Vương Hồng nói đến đây rồi đứng dậy nói, mọi người về chuẩn bị đi. 9 giờ sáng mai, chúng ta sẽ tấn công đỉnh núi Aspen. Cuộc họp này, nói trắng ra, tương đương với việc thông báo tin tức mà thôi. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ quay trở lại lều, sau khi hỏi thăm một chút,
họ cầm trang phục chiến đấu và chạy ra ngoài để đi thử nghiệm trang phục chiến đấu mới. Lúc này, trong một căn lều khác, Ôn Uẩn, Chu Diệu Khôn, đạo trưởng Tử Liên và một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trong đó. Lê Văn Vân này thật đúng là kiêu ngạo, cậu ta đã giết bao nhiêu siêu cường trong khoảng thời gian này rồi. Nghe nói Hiếp Bớt, người đứng thứ 6 trong thiên bảng, đã chết trong tay cậu ta. Đạo trưởng Tử Liên khịt mũi lạnh lùng nói, sư huynh của tôi hiện tại cũng đang bị cậu ta bị nhốt trong ngục giam người gác đêm, người cũng đã bị phế rồi. Không có cách nào, hiện tại cậu ta đứng thứ 3 trong thiên bảng, cũng không có chút tôn kính nào với tiền bối chúng ta. Trác Nhất Minh cũng không thèm quản lý cậu ta. Ôn Uẩn bĩu môi nói, cậu ta còn từng uy hiếp tôi và Chu Diệu Khôn đấy. Ánh mắt Tử Liên hơi chuyển động, có nên tính kế thằng nhóc này một chút không? Hả, vài người nhìn ông ta. Đạo trưởng Tử Liên liếm môi nói, ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu, 9 người chúng ta không phải đã thương lượng tốt rồi sao? Giữ chân một con tiêm quỷ màu đỏ là tốt rồi. Mọi người cứ đánh cầm chừng, 9 người chúng ta giữ chân một con tiêm quỷ màu đỏ thì vấn đề cũng không lớn, chúng ta vẫn dư sức. Ông muốn nói gì thì nói thẳng đi. Chu Diệu Khôn cau mày. Lê Văn Vân, hành động một mình, trong trận chiến hỗn loạn này, ngáng chân cậu ta một cái. Nếu cậu ta chết, cũng không thể trách chúng ta được. Đạo trưởng Tử Liên cười âm u hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt của Ôn Uẩn và Chu Diệu Khôn đều thay đổi, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Chương 989, đêm trước quyết chiến. Lê Văn Vân đương nhiên không biết rằng mình đang bị người ta tính kế. Anh mang bộ trang phục chiến đấu mới lên thuyền và đi đến vùng hoang dã tìm đám người Cố Bạch đang chơi vui vẻ vô cùng. Khi đến nơi, anh vô cùng kinh hãi. Tốc độ của đám người Cố Bạch cực nhanh. Trong lúc chân khí trên người bắt đầu khởi động, một dấu vết của luồng khí màu trắng bắt đầu khởi động trên người của họ. Dưới bộ đồng phục chiến đấu mới, Lê Văn Vân cảm thấy tính linh hoạt của bọn họ đã tương đương với siêu cấp trước đó rồi. Lão đại, bộ đồ chiến đấu mới này đỉnh thật đấy. Cố Bạch nói, tiến sĩ Tê đó đúng là một thiên tài mà. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích, anh đặt viên đá năng nguyên vào trong trang phục chiến đấu, sau đó ấn một nút trên trang phục chiến đấu. Xít xít xít. Anh cảm thấy một luồng năng lượng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn bộ trang phục chiến đấu, như thể đang đẩy mình về phía trước. Anh hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Phụt. Giống như tiếng mở dù. Lê Văn Vân lao ra với tốc độ cực kỳ kinh hoàng dưới sự thúc giục của chân khí, cả người cũng hơi rời khỏi mặt đất. Má nó! Lúc này bản thân anh hoàn toàn không phản ứng lại kịp, loại trang phục chiến đấu kiểu mới này trực tiếp cuộn anh từ trên mặt đất nện xuống cát vàng. Phụt! Xung quanh vang lên một tràng cười ha ha. Bao gồm cả Trần Tiêu, trên mặt anh ta cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc trước những người này làm thí nghiệm, đa số đều gặp phải tình huống như vậy. Nhưng bọn họ không nói cho Lê Văn Vân chính là vì muốn nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của anh. Cũng may là Lê Văn Vân dù sao cũng là một cao thủ nên anh nhanh chóng làm quen được với nó. Dưới sự khởi động của chân khí, cho dù là độ cao nhảy, tốc độ hay cường độ của chân khí, quả thực đều tăng cường một ít. Và rõ ràng là Lê Văn Vân thậm chí có cảm giác hệt như khi anh nuốt xương rồng lần đầu tiên. Ở cấp độ của anh, việc tăng thêm một phần cường độ chân khí đã khá là biến thái rồi. Trong mắt anh hiện lên một tia hưng phấn, anh lẩm bẩm nói, cậu nói đúng, vị tiến sĩ Tê này thật sự là một thiên tài. Tôi cũng không biết ông ta đã nghiên cứu ra sao, đá năng nguyên của tiêm quỷ hơi tương tự với chân khí của chúng ta, ông ta lại có thể làm ra loại quần áo này. Thứ nhất, quần áo có thể mở rộng hơn nữa việc sử dụng chân khí của chúng ta. Thứ hai, tính cơ động của quần áo có liên quan đến tính cơ động của chính chúng ta. Đây sẽ là một cải tiến về chất cho người gác đêm. Xem ra tên này vẫn đứng về phía con người. Hoàng Thi Kỳ ở bên cạnh cười nói. Lê Văn Vân lắc đầu và nói, tôi không nghĩ vậy. Tôi không biết thí nghiệm ông ta nói đến là gì. Nhưng vừa rồi, Trác Nhất Minh đã nói với tôi rằng hãy cẩn thận với người này. Anh vừa trò chuyện với họ vừa thích nghi với bộ đồng phục chiến đấu mới của mình. Lão đại, lúc này, Lý Thu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, ông lão thật sự định chém một đao đó sao? Lê Văn Vân cởi bỏ bộ đồ chiến đấu. Đi tới chỗ Lý Thu ngồi xuống, lắc đầu nói, tôi không muốn nhìn ông ấy chết, tôi sẽ cố gắng giúp ông ấy chém ra một đao này, nhưng tôi cũng không chắc rốt cuộc có thể giải quyết tiêm quỷ màu vàng này hay không. Bộ đồ chiến đấu này hiện tại đã cải thiện khá nhiều cho tôi. Có lẽ, có một tia hy vọng cũng nên. Anh nói xong liền nhìn về phía Lý Thu nói, Thu Thu, có lẽ đến lúc đó cậu phải phối hợp với
tôi cũng không biết có được hay không. Lý Thu gật đầu nói, ừ, ông lão, một người lạc quan vui vẻ như vậy, chết thật đáng tiếc. Những người khác gật đầu đồng ý. Lê Văn Vân thở dài nói, làm quen thêm một chút rồi trở về ăn cơm tối. Buổi tối mọi người nên nghỉ ngơi thật tốt, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, các người chắc là có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ ở bên ngoài thích ứng với bộ trang phục chiến đấu mới, đến khoảng 7 giờ tối mới trở về trại. Sau khi ăn xong, Lê Văn Vân và những người khác trở về lều. Vào ban đêm, Lê Văn Vân nằm ở trong túi ngủ, liên tục vuốt ve hai thanh đao, anh không ngủ sớm. Lão đại, lúc này, Lý Thu đột nhiên hỏi, sao anh không gọi mấy anh em ở khu tội ác qua? Đúng vậy, một nhóm lớn người ở khu tội ác do Đao Ba dẫn dắt có thực lực kỳ thật khá tốt. Bây giờ còn có hơn 60 cao thủ đỉnh cấp, dựa vào bọn họ, ít nhất có thể bắt được hơn 60 con tiêm quỷ màu lam. Và lại, nếu như bọn họ có nhiệm vụ của riêng họ, vậy có thể giảm bớt áp lực rất lớn của người gác đêm. Lê Văn Vân khẽ cau mày. Có hai điều phải lo lắng. Lê Văn Vân lẩm bẩm nói, một là tôi vẫn không tin tưởng nhóm người này, tuy rằng đã sắp xếp bọn họ ổn thỏa rồi, nhưng Hotsis lại khống chế quá nhiều người ở khu tội ác, tôi không loại trừ trong những người này có người của ông ta. Trước đây thì không sao, nhất là sau khi biết Hotsis là người của Hồng Nguyệt, tôi không dám dùng nữa. Lý do thứ hai, chúng ta đã đưa họ ra khỏi khu tội ác. Trận chiến của đem đã xem như là trả ơn cho tôi. Tôi không có lý do gì để bảo họ đến đây nữa. Lê Văn Vân cười nói. Đúng vậy, mặc dù anh để Đao Ba liên lạc với những người đó, nhưng anh cũng không bảo họ đi về biên giới phía Bắc. Bên cạnh, Cố Bạch cười hắc hắc nói chuyện chính đi. Anh thì có chuyện chính gì? Lý Thu nói không nên lời. Nếu tôi sống sót sau cuộc chiến này, tôi dự định. Sau khi trở về sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Cố Bạch nói đến đây, ho khan một tiếng, tôi cảm thấy Liễu Ngọc không tệ. Lão đại, hay là đến lúc đó anh tác hợp cho tôi nhé? Trong đêm tối, Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bạch, nở nụ cười như có như không mà nói, anh nói nghiêm túc đấy chứ? Nghiêm túc chứ sao? Cố Bạch nói, sau nhiều chuyện như vậy, tôi cũng muốn sống một cuộc sống ổn định. Tôi có thể mai mối cho anh, nhưng nếu anh vẫn còn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài sau khi anh và Liễu Ngọc ở cùng nhau, tôi sẽ đánh chết anh. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Cố Bạch sửng sốt, sau đó ho khan một tiếng, vậy thì đổi lại Chu Linh Linh hoặc Lâm Khả Hân đi. Mặc dù họ hâm mộ anh, nhưng anh không có hứng thú với họ. Anh vẫn đừng nên đạp hư con gái người ta. Lúc này, Trần Tiêu vốn nói rất ít không nhịn được mở miệng nói. Mẹ kiếp, anh Tiêu, hay là bảo lão đại giới thiệu cho anh nhé. Lão đại nhà này có vẻ quen biết rất nhiều phụ nữ xinh đẹp xung quanh. Cố Bạch dẫn cuộc trò chuyện lên Trần Tiêu. Vẻ mặt của Trần Tiêu tối sầm lại, sau đó thản nhiên nói, cả đời này tôi không định kết hôn. Ặc, Cố Bạch nhìn Trần Tiêu, ho khan, anh Tiêu, anh, không phải là thích đàn ông đó chứ. Trong chốc lát, căn phòng trở nên yên tĩnh. Trần Tiêu phớt lờ anh ta, trong khi Lê Văn Vân và những người khác thì im lặng. Cái đó, Thu Thu, đổi vị trí đi, tôi cảm thấy ngủ bên ngoài sẽ thoải mái hơn. Lê Văn Vân ho khan. Nơi bốn người họ ngủ. Cố Bạch ở vị trí trong cùng, bên cạnh là Trần Tiêu, tiếp theo là Lê Văn Vân và Lý Thu ở vị trí ngoài cùng. Cố Bạch vội vàng nói, Thu Thu, tôi cũng muốn đổi vị trí, sợ ngày mai tỉnh lại mông sẽ đau. Ông đây thích nữ, Trần Tiêu có vẻ bực tức. Phù, Lê Văn Vân và Cố Bạch bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nói lại, sau khi trận chiến này kết thúc, tôi dự định sẽ tỏ tình với An Nhiên. Lý Thu bình tĩnh nói, nếu cô ấy đồng ý. Tôi dự định kết hôn với cô ấy càng sớm càng tốt, tận dụng thời gian yên bình sau đó để sinh một đứa con. Sau khi anh ta nói xong, Lê Văn Vân và những người khác lại trở nên yên lặng. Cố Bạch thở dài nói, Thu Thu, kỳ thật, tôi không nghĩ An Nhiên thích hợp với anh, lòng dạ của cô ấy hơi sâu. Sâu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần tôi thích là được. Lý Thu bình tĩnh nói, tôi đã quyết định rồi, các người nói gì tôi cũng sẽ không thay đổi. Đúng rồi. Lão đại thì sao? Anh nghĩ thế nào? Lúc này, Cố Bạch đột nhiên hỏi. Lê Văn Vân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói tôi. Hiện tại không có dự định này. Chúng ta là người gác đêm, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu chết rồi, để lại con gái người ta làm quá phụ thì quá tàn nhẫn. Vì vậy, khi mọi chuyện kết thúc, khi tiêm quỷ không còn trên hành tinh này, tôi sẽ đi hẹn hò. 2. Lúc này,
Cố Bạch thở dài một hơi nói, xem ra, cuộc hôn nhân vừa rồi đã để lại bóng ma nặng nề cho anh rồi. Lão đại, đừng bao giờ sợ kết hôn, vẫn còn rất nhiều mẹ vợ tốt và cô gái tốt mà. Cút đi, Lê Văn Vân mắng. Bốn người tán gẫu, bất chi bất giác thì trời đã khuya, giọng nói cũng dần dần yếu đi, tiếng ngáy cũng dần dần vang lên. Chương 990, vì mọi thứ đang hô hấp. Một đêm yên lặng, bất chi bất giác đã đến sáng hôm sau. Đêm đó, có rất nhiều người gác đêm không ngủ được lâu. Bởi vì tất cả đều biết rằng trận chiến quyết định sẽ bắt đầu vào hôm nay. Lúc 7 giờ sáng, tại nơi ở của đội hậu cần, một bữa sáng rất thịnh soạn được bày ra ở lối vào của tất cả các lều. Tuy là bữa sáng, nhưng hầu hết đều là cá lớn, thịt to. Đây là quy tắc của người gác đêm khi chấp hành nhiệm vụ. Trước khi đi làm nhiệm vụ đều sẽ ăn no và ăn nhiều thịt, vì rất có thể đây sẽ là bữa ăn cuối cùng trước khi lên đường. Đối mặt với tiêm quỷ, người gác đêm sẽ luôn xông pha trận mạc với quyết tâm tử thủ. Điều này cũng đúng với Lê Văn Vân. Vào khoảng 7 giờ, họ mang một bữa sáng thịnh soạn vào, ăn hết toàn bộ. Bên kia, một vài cô gái cũng ăn hết. Sau khi ăn xong, bọn họ bước ra khỏi lều, đều thay trang phục chiến đấu, trên lưng mang theo song đao. Mà Doãn Nhu cũng mang theo găng tay của riêng mình. Lê Văn Vân thở ra một hơi rồi chậm rãi nói, bác sĩ Phạm sẽ không tham gia vào cuộc chiến hôm nay, vì vậy sự an toàn của cô ấy sẽ do Tiểu Bạch, Trương Vãn Hà và Thu Thu phụ trách. Thu Thu, anh hợp tác với ba người Doãn Nhu, mục đích duy nhất là giữ chân một con tiêm quỷ màu đỏ. Ừ, mọi người đều gật đầu. Phạm Nhược Tuyết không mặc đồng phục chiến đấu mà mặc áo khoác trắng của bác sĩ. Cô nhìn Lê Văn Vân, liếc nhìn mọi người, nghiến răng nói, dù sao thì hôm nay, các người đều phải trở về, cho dù là chỉ còn một hơi thở thôi, tôi cũng sẽ dùng những gì tôi đã học được trong đời để cứu tất cả các người. Lê Văn Vân gật đầu, nhìn về phía đỉnh núi. Ngay khi họ đang nói chuyện, tất cả những người xung quanh, lấy tiểu đội làm đơn vị, bắt đầu tập trung lại, hầu hết họ đều mang theo sự lo lắng trên mặt, đồng thời thỉnh thoảng hướng mắt về phía đỉnh núi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, sự di động của người gác đêm phía dưới tự nhiên thu hút sự chú ý của tiêm quỷ. Chẳng mấy chốc, một lượng lớn tiêm quỷ bắt đầu bước ra khỏi phi cơ, một con tiêm quỷ màu vàng bước xuống máy bay, nhìn xuống dưới đỉnh núi, đằng sau là những con tiêm quỷ màu đỏ, tiếp theo là những con tiêm quỷ màu lam. Chúng xếp thành hàng dài. Lê Văn Vân không khỏi nheo mắt nhìn về phía đỉnh núi. 8 giờ 40. Một nhóm lớn người gác đêm đã bắt đầu tập hợp, Trác Nhất Minh bước ra khỏi lều với trảm hồng đao. Vào ngày này, ông ta cũng thay một bộ đồng phục chiến đấu mới, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết. Vương Hồng ở bên cạnh, đôi bạn nối khố chậm rãi bước ra khỏi lều. Sau nhiều năm, Trác Nhất Minh muốn ra tay lần nữa rồi. Mọi người đều biết rằng Trác Nhất Minh chỉ có khả năng một đao, nhưng ông vẫn đứng đầu thiên bảng, được mệnh danh là bất khả chiến bại trên thế giới. Nhưng khi ông ta băng qua đám đông, một làn sóng buồn bã lan ra trong toàn bộ người gác đêm. Tất cả đều biết rằng trong trận chiến này, Trác Nhất Minh sẽ ra tay, và hành động của ông ta có nghĩa là ông ta sẽ chết. Ông ta đã từng bảo vệ toàn bộ loài người bằng một đao. Ông ta đã bảo vệ loài người nhiều năm như thế, nếu ông ta chết, hướng đi tương lai của người gác đêm, vận mệnh của toàn bộ thế giới ngầm, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu thực sự có một anh hùng được chọn trong số những người gác đêm, thì không nghi ngờ gì nữa, Trác Nhất Minh chính là người đó. Vương Hồng và Trác Nhất Minh đi qua con đường của lều trại, trên mặt mang theo nụ cười, Vương Hồng bên cạnh cũng nở nụ cười. Khi đi qua bên cạnh đám người Lê Văn Vân cảm thấy có chút chua xót trong nụ cười của Vương Hồng. Tình cảm của bọn họ còn thân hơn cả anh em ruột, tốt hơn cả rất nhiều cặp vợ chồng. Bọn họ đồng hành bên nhau, cùng trải qua trọn đời. Và hôm nay, Vương Hồng phải tiễn đưa người bạn già của mình lên đường. Vương Hồng liếc nhìn Lê Văn Vân, nụ cười trên khóe miệng càng đậm. Lê Văn Vân cúi đầu không nói chuyện, sau đó xoay người, mang theo đội viên, đi theo phía sau hai người, chậm rãi đi về phía trước. Cứ như vậy, đoàn người xuyên qua lều, xuyên qua trại, đến chân núi Aspen. Trác Nhất Minh ngẩng đầu, nhướng mày nhìn về phía tiêm quỷ màu vàng trên đỉnh núi, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Phía sau họ, tất cả những người gác đêm đều đứng đó, mười mấy siêu cấp còn lại được chia thành hai đội và đứng cùng nhau. Phía sau, có một đội tinh nhuệ. Trong lúc bình thường, chỉ cần siêu cấp không xuất hiện, những đội tinh nhuệ này chính là sự tồn tại mạnh nhất khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Nhưng hôm nay,
mục đích của hàng trăm đội tinh nhuệ là để kéo chân những con tiêm quỷ màu đỏ còn lại. Và những đội tinh nhuệ này, không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu người bỏ mình ở nơi này. Chiến tranh luôn tàn khốc như thế. Trác Nhất Minh đứng ở phía trước hít một hơi thật dài, dường như muốn hít thở chút không khí cuối cùng, sau đó giọng nói của ông ta vang lên, không lớn nhưng lọt vào tai của từng người gác đêm một cách rõ ràng. Hôm nay, ai cùng tôi chiến đấu, giết chết lũ tiêm quỷ chết tiệt khỏi thế giới này. Tôi. Sau lưng là tiếng thét như núi gầm biển rú. Một nụ cười nồng đậm hiện lên trên khuôn mặt già nua của Trác Nhất Minh. Sau đó, chảm hồng đao của ông ta xoay tròn. Ông ta từ từ rút chảm hồng đao ra. Loại vũ khí đầu tiên trong phổ vũ khí này, sau nhiều năm, lại ra khỏi vỏ, toàn thân đỏ rực như thể bị tưới bằng máu. Ông ta nhẹ giọng nói, sau ngày hôm nay, tôi sẽ truyền chảm hồng đao cho cậu. Những lời này, ông ta nói với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ mũi không trả lời. Sau đó, trường đao của Trác Nhất Minh đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ lên đỉnh núi. Keng! Lê Văn Vân lập tức rút đao vô danh ra và chỉ về hướng đỉnh núi. Keng! Keng! Vô số âm thanh rút đao vang lên khắp chân núi Aspen vào lúc này. Trận chiến quyết định sắp bắt đầu. Vì mọi thứ đang hô hấp. Trác Nhất Minh hét lớn. Đao phong sở chỉ, tâm chi sở hướng. Phía sau ông ta là tiếng gầm rú cuồng nhiệt của vô số người gác đêm, những tiếng hét lớn dường như xuyên thủng bầu trời. Chiến không đường lui. Lê Văn Vân hét lớn. Và âm thanh này giống như một tín hiệu. Bùm. Vừa dứt lời, phía sau Trác Nhất Minh, bộ đồ chiến đấu của Lê Văn Vân được bật lên. Một âm thanh giống như tiếng rủ vang lên vào lúc này. Còn Lê Văn Vân thì cầm đao vô danh, đi thẳng lên ngọn núi nhanh như chớp. Bùm. 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 Những âm thanh lần lượt vang lên, phía sau Lê Văn Vân, Doãn Nhu, Trần Tiêu và Hoàng Thi Kỳ theo sát. Sau đó là siêu cấp, đội tinh nhuệ và vô số người gác đêm. Đối mặt với những tiêm quỷ này, bọn họ không sợ chết, trực tiếp lao thẳng về phía đỉnh núi. SSSSSSSSS. Trong núi đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo dài, cùng với âm thanh đó, trên đỉnh núi, 7 con tiêm quỷ màu đỏ cùng hàng ngàn con tiêm quỷ màu lam từ trên đỉnh núi lao xuống. Bọn chúng dường như luôn duy trì đội hình, số lượng không nhiều bằng người gác đêm, nhưng không có chút nào sợ hãi, hai bên càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Về phần Lê Văn Vân, sau khi mở trang bị thì dẫn đầu. Anh nhìn chằm chằm tiêm quỷ màu đỏ lao xuống bằng ánh mắt sáng quắc, chân khí trên người lan tràn phơi phới, nhanh như chớp đối mặt với đám tiêm quỷ xông lên. Phía dưới, Phạm Nhược Tuyết đang đứng trước phòng y tế. Cô nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lẩm bẩm nói, Lê Văn Vân, anh phải sống sót cho em. Vương Hồng không hề nhúc nhích, ông ta và Trác Nhất Minh đứng ở cùng một chỗ, chảm hồng đao của Trác Nhất Minh đã cất đi. Ông ta thuận tay ném ra, chảm hồng đao cùng vỏ đao đứng ở bên cạnh ông ta, cắm vào trong đất. Ông ta nhìn lên ngọn núi, nhìn lên tiêm quỷ màu vàng ở đỉnh núi. Tiêm quỷ màu vàng cũng không hề nhúc nhích trước, một mình đứng ở trên đỉnh núi, cũng không nhìn xuống mà lại nhìn bầu trời. Ánh mặt trời chiếu rọi tới, toàn thân nó có ánh vàng rực rỡ, trụ kiếm màu đỏ trong tay tỏa sáng động lòng người. Giết! Lúc này, một giọng nói ầm ầm vang lên, nó thu hồi ánh mắt, nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của nó rơi vào Lê Văn Vân, người đang đi đầu. Khưa khưa khưa! Nó phát ra một âm thanh kỳ lạ, như thể đang nói, nhưng ngôn ngữ của nó không thuộc về thế giới này. Nhưng cùng lúc với giọng nói của nó vang lên, ở phía trước, có 3 con tiêm quỷ màu đỏ đang tụ tập với nhau, trực tiếp lao thẳng về phía Lê Văn Vân. Vì mọi thứ đang hô hấp, Lê Văn Vân gầm lên một tiếng, phá không ra khỏi vỏ, bay vòng rồi đập về phía trước. Đồng thời dưới sự gia trì của bộ đồ chiến đấu mới, Lê Văn Vân nhảy lên cao, hai tay cầm đao vô danh, hét lớn, Điệp Lãng. Sau đó, anh đánh xuống một đao thật mạnh. Hai bên va chạm ở lưng chừng núi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 990.